Rồi, như vậy là sau khi có kết xong á thì chúng ta lưu lại, rồi xong đó chúng ta sẽ đưa vào bên SketchUp. Thì đứng tại SketchUp nè, bây giờ bạn để ta đọc đóng lại đi. Là new trang mới. New trang mới thì nó hỏi mình có lưu bài cũ không thì mình lưu lại. Khi nó new trang mới thì nó tắt cái bài cũ đi. Mỗi lần thì nó chỉ mở một cái file duy nhất thôi. Rồi thì tương tự như vậy chúng ta cũng vô Windows chọn là Module Info, chỉnh lại đơn vị cho nó là bằng decimal, và cái này là mm ha, decimal và mm là đóng lại. Rồi sau đó chúng ta đưa packet vô, thì chúng ta đưa packet vô file này import, import chúng ta đưa packet nó vô. Đó, rồi những close đó thì nó đưa packet vào bên đây ha, đưa packet bên đây. Rồi cái này chúng ta có thể dời sang ở đây, dời cái người này đi nè, dời cái người này đi phía sau. Rồi đây là packet đây, sau khi đưa vào đây rồi á thì thầy sẽ tiến hành lật nó lên đấy, cái này nè, lật lên thì ta rotate xoay đi cái tầm bất kỳ, và mình giữ chuột này sao cho nó quay cái hướng này nè, xuất phát đây mình dở ngược lên đó, lại xoay lên tiến một độ là thế này. Đó. Sau đó cái tấm này nè, bây giờ người ta làm cho nó kín, nó kín này mà cách kích và line cho ta vẽ với đường line mới này nè, trắng đây. À, khoan, cái này nó là một cái với rút á, chúng ta sẽ explode mình vỡ ra, mình vỡ ra từng miếng một, ha, từng miếng một, xong mình vẽ một cái line mới nè, trắng ở đây nè, thì nó bọc kín lại cho mình, đó, nó bọc kín lại cho mình nè, ha. Thì nó định nghĩa là mặt trước cái này mặt sau. Ha. Không sao hết. Rồi sau đó ta boost and pull, ta đẩy khối lên, ví dụ đẩy cái này ra trước này. Đó. Đẩy nó tầm 6.000 đi. Hơi nhiều. Đẩy ra tầm 5.000. Ha. Và cái này cũng 5.000. Cái này cũng 5.000. Ha. Đó, như vậy chúng ta có hình như thế này ha. Rồi, nếu mà nó hở thì chúng ta chỉ việc là nối lại thôi, dùng cái line cắn ngang qua. Để nó kín lại cho mình nè. Đó. Rồi, thì cái này á mình sẽ vô cái bấm vô cái pen bucket nè. Thì nó ra bên tay phải này thì mình kiếm cái mục style á. Giống như hồi nãy mình làm cái style. Thì trong cái style này á mình cũng tắt cái profile đi nè, để nó bớt mấy cái đường đi nè. Ví dụ tắt S luôn thì như thế này đúng không? Mở S lên thì nó ra nè. Rồi, nhưng mà đỡ bao nhiêu thì đỡ, cứ tắt hết đi. Được tới đây. Rồi, bây giờ cái mặt của nó đó, thì chúng ta vô phần cái phần thứ hai là face setting đó, đổi cái back color này nè, đổi thành màu trắng luôn. À, nó màu trắng hết luôn là không phân biệt được trước mặt sau. Đó, thì chúng ta có hình như thế này. Rồi, khi có hình này rồi á, chúng ta chọn hết nè. Chọn hết và chúng ta sẽ copy mà ta xoay. Bây giờ trước khi xoay á, chúng ta chọn cái tâm ở giữa này nè, mà các vẽ cái line nối từ đây line qua đây đó, thì cái đường trung điểm của nó là cái đường giữa nha mình. Sau đó mình chọn hết cái hình này, cái hình này mình tiến hành mình xoay, tâm xoay là đây đó, xuất phát từ đây, rồi những control đó là copy á, vừa xoay vừa copy thì nó lật ra thành thêm hai cái, nó đang xen với nhau, nó đang xen với nhau như thế này ha. Đó. Thì sau khi đang xen với nhau rồi á, chúng ta chọn hết, chọn hết, chúng ta chuột phải thì chúng ta chọn là intersect face, à, tức là lấy cái phần cái face mà nó giao nhau á, intersect face with selection đó, và cho đợi cho nó thực hiện tính toán cái một một cái toán, nó lấy cái phần giao nhau thôi, thì chúng ta phải đợi một chút để mà nó thực hiện cái lệnh này. Rồi, thì sau khi nó làm xong á, thì ta thấy là ở đường giữa này nó có cái đường mà cắt, nó cắt với nhau, nó giao nhau. Rồi sau đó chúng ta ngồi chúng ta xóa những cái đối tượng bên ngoài đi. Ví dụ như là bên bên ngoài nè, chúng ta nhìn cái hướng này nè, ha, chúng ta nhìn cái hướng khéo léo thì chúng ta mới xóa hết bên này đi. Dùng chuột nó xóa đi, vẽ một cái vùng á, xóa đi nè. Đó thì nó mất cái này đi. Ở bên tay trái cũng vậy. Xóa đi ha.
bên tay phải cũng vậy nè. À, xóa cẩn thận nha, đừng bị mất hình nha. Những người này xóa luôn đi. Đó, nhiều cái đừng bị mất nha. Mình mà đứng không khéo là mình chọn nhầm, mình xóa luôn cái hình bên trong luôn á. Đó, xóa đúng vậy thôi. Rồi, bên trong thì cũng vậy nè. Chúng ta cũng ngồi, chúng ta xóa ở giữa đi nè. Xóa ở giữa đi. Mà cái trường xóa đừng có xóa nhầm qua cái đối tượng khác nha. Ví dụ này xóa nhầm này nè, hư rồi nè. Đó. Rồi ở phần trên cao này cũng vậy nè, xóa hết sức cẩn thận. Đừng nó bị thủng cái máy nha. Rồi cái này ai kỹ nha, người vô bên trong xóa từ từ thôi. Đó, như vậy ha. Rồi tương tự bên đây cũng vậy nè, bên đây cũng vậy, chúng ta ngồi xóa ở giữa. Rồi, cái chân xóa lủng cái ái trên á, cho nên mình xóa cẩn thận. Đó. Rồi và nhìn kỹ lại thì chúng ta cuối cùng kết quả chúng ta ra cái hình này, sẽ tạm gọi là cái nhà chòi vì nó có bốn cột xong rồi. À, để khi mà cái này để mình là nghệ thuật thôi, trang trí thành nghệ thuật thôi. Đó. Rồi sau đó cái style của nó mình có thể là mình chọn cái kiểu tắt cái S luôn đó thì nó ra cái hình này. Đó. Đó. Còn ai kỹ thì có thể để lại mấy cái profile, mấy cái edge này nè. Rồi sau đó mình mở cái shadow lên, view shadow, cái bóng. Rồi mình chỉnh lại cái ngày giờ cho nó cái bóng tà, chiều tà qua đây. Đó. Còn mấy cái profile này nè, chúng ta thấy rõ nhất là cái này nè. Tắt hết mấy cái edge này đi nè, nó không còn cái gì hết, nó còn cái này thôi. Rồi hay là cái hình này chúng ta có thể chọn mấy cái style, cái style, cái kiểu thể hiện khác, nó ạt xíu nhìn giống như vẽ tay vậy đó, nói chung là giống vẽ tay. Rồi, nói chung là làm cho thầy cái hình này, cái này là kỹ á, ngồi xóa cái nét nữa là cho đẹp đó, mất cái nét luôn là nhìn nó đẹp hơn nữa, ngồi kỹ ha, ngồi tại vì nó đan nhau nhiều quá. Nó ai kỹ ngồi xoay cái nữa là nó sạch sẽ luôn, là đẹp lắm. Đó, rồi, nói chung là vẽ cái hình này. Đó, cấu tạo nó là như vậy nha. Rồi thầy lưu phim lại nè.